Sách Thi Thiên, chương 70. Cầu xin Đức Giê-hô-va giải cứu khỏi kẻ áp bức. Đức Chúa Trời ơi, xin mau giải cứu con. Đức Giê-hô-va ơi, xin mau giúp đỡ con. Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống con đều phải bị hổ thẹn và nhục nhơ. Nguyện những kẻ vui vẻ về sự thiệt hại con phải thối lui một cách nhục nhã. Những kẻ nói rằng ha ha, nguyện chúng phải thối lui vì hổ thẹn. Nguyện tất cả người nào tìm kiếm Chúa được mừng rỡ, vui vẻ nơi Chúa. Nguyện những kẻ yêu mến sự cứu rỗi của Chúa luôn nói rằng Đức Chúa Trời thật vĩ đại. Nhưng con bị khốn cùng và thiếu thốn. Đức Chúa Trời ơi, xin mau đến cùng con. Chúa là đấng giúp đỡ con và là đấng giải cứu con. Đức Giê-hô-va ơi, xin đừng chậm trễ. Sách Hebrew, chương 4. Lời hứa về sự an nghỉ. Vì thế, trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Chúa vẫn còn đó, chúng ta hãy lo sợ để không một ai trong chúng ta không đạt được tiêu chuẩn. Vì tin lành được rao giảng cho chúng ta cũng giống như cho họ, nhưng lời họ đã nghe không đem lại ích lợi gì. Vì trong khi nghe, họ không tiếp nhận lời ấy với đức tin. Về phần chúng ta là những người đã tin thì bước vào sự an nghỉ. Như Đức Chúa Trời đã phán, như ta đã thề trong cơn thịnh nộ, chúng sẽ chẳng hề bước vào sự an nghỉ của ta. Mặc dù công việc của Ngài đã hoàn tất từ khi sáng tạo thế giới, vì có chỗ Ngài phán về ngày thứ bảy rằng ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời nghỉ các công việc Ngài. Về điều này, Ngài lại phán, chúng sẽ chẳng hề bước vào sự an nghỉ của ta. Như vậy, vẫn có một số người sẽ được vào sự an nghỉ đó, còn những người trước đây đã nghe tin lành nhưng không được vào đó vì không vâng lời. Hơn nữa, sau một thời gian rất lâu, trong một thi thiên của David, Chúa lại định một ngày nữa, gọi là ngày nay, như đã dẫn ở trên. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng. Vì nếu Giô-suê đã cho họ an nghỉ, thì Đức Chúa Trời không còn nói về một ngày khác nữa. Thế thì, vẫn còn một ngày an nghỉ Sa-bát cho con dân Đức Chúa Trời. Vì ai bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Cho nên, chúng ta phải nỗ lực bước vào sự an nghỉ đó, để không có một người nào trong chúng ta sa ngã vì theo gương những kẻ không vâng lời. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt đấng mà chúng ta phải khai trình. Đức Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm của giao ước mới. Do đó, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, nên hãy giữ vững những điều chúng ta xưng nhận. Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. Sách Các Vua Nhì, chương 20. Ê-xê-chia bị bệnh và được chữa lành. Trong những ngày đó, Ê-xê-chia lâm bệnh gần chết. Nhà tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt, đến gặp vua và nói, Đức Giê-hô-va phán thế này, hãy sắp đặt việc nhà của con, vì con sắp chết, không sống được nữa. Ê-xê-chia quay mặt vào tường và cầu nguyện với Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va,
xin nhớ lại rằng con vẫn bước đi trước mặt Ngài cách trung tín hết lòng và làm điều thiện dưới mắt Ngài. Rồi Ê-xê-chia khóc rất thảm thiết. Ê-sai chưa ra khỏi sân giữa của cung điện thì có lời của Đức Giê-hô-va phán với ông: hãy trở lại nói với Ê-xê-chia, nhà lãnh đạo của dân ta, rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ vua, phán thế này: ta đã nghe lời cầu nguyện của con và thấy nước mắt của con. Này, ta sẽ chữa lành cho con. Đến ngày thứ ba, con sẽ đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va. Ta sẽ cho con sống thêm 15 năm nữa. Ta sẽ giải cứu con và thành này khỏi tay vua Assyri. Vì ta và vì đầy tớ ta là David, ta sẽ bảo vệ thành này. Ê-sai bảo: hãy lấy một cái bánh trái vả đem đắp lên chỗ ung độc thì vua sẽ sống. Ê-xê-chia hỏi Ê-sai: dựa vào dấu hiệu nào để ta biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ chữa lành cho ta? Và đến ngày thứ ba, ta sẽ được đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va. Ê-sai đáp: đây là dấu hiệu Đức Giê-hô-va ban cho vua để chứng tỏ Ngài sẽ thực hiện điều Ngài đã phán hứa. Vua muốn bóng mặt trời đi tới 10 bậc hay lui lại 10 bậc? Ê-xê-chia đáp: bóng đi tới 10 bậc thì đâu có gì lạ. Không, xin cho bóng đã đi tới 10 bậc, lui lại 10 bậc. Nhà tiên tri Ê-sai cầu khẩn Đức Giê-hô-va và Ngài cho bóng mặt trời rọi xuống đồng hồ mặt trời của A-cha, lui lại 10 bậc. Sứ thần từ Babylon đến. Trong lúc đó, vua Babylon là Berodat Baladan, con của Baladan, sai người đem thư và quà tặng cho vua Ê-xê-chia vì nghe tin vua bị bệnh. Sau khi nghe các sứ thần tâu xong, Ê-xê-chia cho họ xem tất cả các kho báu của vua như vàng, bạc, hương liệu, dầu quý, kho vũ khí và mọi vật trong các kho tàng. Chẳng có vật gì trong cung điện và trong toàn lãnh thổ mà Ê-xê-chia không cho họ xem. Nhà tiên tri Ê-sai đến gặp vua Ê-xê-chia và hỏi: những người ấy đã nói gì với vua và họ từ đâu đến? Ê-xê-chia đáp: họ đến từ xứ Babylon xa xôi. Ê-sai hỏi tiếp: họ đã nghe gì trong cung vua? Ê-xê-chia đáp: họ đã nghe tất cả những gì có trong cung điện của ta. Chẳng vật gì trong các kho tàng mà ta không cho họ xem. Bấy giờ Ê-sai nói với Ê-xê-chia: xin vua nghe lời của Đức Giê-hô-va phán. Này, trong những ngày đến, mọi vật trong cung điện của con, tất cả những gì mà tổ tiên con đã tích trữ trong các kho tàng cho đến ngày nay, đều sẽ bị đem qua Babylon, chẳng còn một thứ gì. Đức Giê-hô-va phán vậy. Trong số các con ruột của con, do chính con sinh ra, một số sẽ bị bắt đi làm hoạn quan trong cung vua Babylon. Ê-xê-chia đáp lời Ê-sai: lời Đức Giê-hô-va mà ông vừa nói là tốt. Vì vua thầm nghĩ, chẳng phải trong đời ta sẽ được hòa bình và ổn định đó sao? Ê-xê-chia băng hà. Các việc khác của Ê-xê-chia, thế lực của vua, việc xây hồ chứa nước và lập hệ thống dẫn nước vào kinh thành, chẳng phải đều được chép trong sách lịch sử các vua Giu-đa sao? Ê-xê-chia an giấc cùng các tổ phụ mình, con vua là Ma-na-xe lên kế vị. Chương 21. Vua Ma-na-xe thờ hình tượng. Ma-na-xe lên làm vua khi được 12 tuổi và trị vì 55 năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Hepsiba. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va và theo các thói tục gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi dân Israel. Vua cho xây lại các nơi cao mà vua cha là Ê-xê-chia đã phá hủy, cũng cho xây bàn thờ Ba-anh, dựng hình tượng A-xê-ra giống như của A-háp vua Israel đã làm. Vua quỳ lại và phụng thờ tất cả các thiên thể. Vua xây các bàn thờ trong đền thờ Đức Giê-hô-va, là nơi Đức Giê-hô-va đã phán rằng: chính tại Jerusalem,
ta sẽ đặt danh ta tại đó. Trong hai sân của đền thờ Đức Giê-hô-va, vua xây bàn thờ cho các thiên thể. Vua đưa con mình qua lửa để tế thần, thực hành phép chiêm tinh và bói toán, câu hỏi những đồng cốt và thầy bói. Vua làm quá nhiều điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va để chọc giận Ngài. Ma-na-xe còn đem tượng A-xê-ra do mình làm đặt trong đền thờ mà Đức Giê-hô-va đã phán với David và con vua là Sa-lô-môn rằng: chính trong đền thờ này và thành Giê-ru-sa-lem mà ta đã chọn trong các bộ tộc Israel là nơi ta sẽ đặt danh ta ngự đời đời. Nếu Israel tuân giữ mọi điều ta đã phán dạy, tức là toàn bộ luật pháp mà Môi-se đầy tớ ta đã truyền cho họ, thì ta sẽ chẳng để dân Israel phải bị lưu lạc khỏi miền đất mà ta đã ban cho tổ phụ họ. Nhưng họ không vâng lời, họ đã bị Ma-na-xe quyến dụ làm những việc gian ác hơn các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã tuyệt diệt khỏi dân Israel. Đức Giê-hô-va đã dùng các nhà tiên tri là các đầy tớ Ngài mà phán rằng: vì Ma-na-xe vua dân Giu-đa đã phạm những điều ghê tởm ấy, làm điều gian ác hơn điều dân Amorit đã làm trước đó và quyến dụ Giu-đa phạm tội thờ thần tượng, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán: này, ta sẽ giáng trên Jerusalem và trên Giu-đa một tai họa mà bất cứ ai nghe đến cũng phải lùng bùng cả hai tai. Ta sẽ căng trên Jerusalem dây đo Samari và dây dọi nhà Ahab. Ta sẽ quét sạch Jerusalem như người ta chùi rửa cái đĩa rồi úp nó xuống sau khi chùi rửa xong. Ta sẽ từ bỏ phần sản nghiệp còn sót lại của ta, phó chúng vào tay kẻ thù. Chúng sẽ trở thành chiến lợi phẩm và miếng mồi cho mọi kẻ thù. Vì từ ngày tổ phụ chúng ta ra khỏi Ai Cập cho đến ngày nay, chúng đã làm điều ác dưới mắt ta và chọc giận ta. Ngoài những tội Ma-na-xe đã phạm và gây cho Giu-đa phạm tội, khiến họ làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, vua cũng đã làm đổ máu nhiều người vô tội, đến nỗi máu ấy tràn ngập Jerusalem từ đầu này đến đầu kia. Chẳng phải các việc khác của Ma-na-xe, mọi việc vua làm và tội vua đã phạm đều được chép trong sách lịch sử các vua Giu-đa sao? Ma-na-xe an giấc cùng tổ phụ mình và được an táng trong vườn của cung vua, tức trong vườn Usa. Còn vua là Amon lên kế vị. Amon kế vị Ma-na-xe. Amon lên làm vua lúc được 22 tuổi và cai trị 2 năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Mesulemet, con gái của Harut, cháu của Zoba. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va như vua cha là Ma-na-xe đã làm. Trong mọi việc, vua đi theo đường lối của cha đã đi, thờ các thần tượng mà cha vua đã thờ và quỳ lại trước mặt chúng. Vua đã từ bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, không đi theo đường lối của Đức Giê-hô-va. Các triều thần của Amon mưu phản và giết vua trong cung điện, nhưng dân trong xứ giết tất cả những kẻ phản lại vua Amon, và họ tôn con của Amon là Josiah lên kế vị. Chẳng phải các việc khác của Amon và những việc vua làm đều được chép trong sách lịch sử các vua Giu-đa sao? Amon được an táng trong mộ riêng của mình tại vườn Usa, rồi con vua là Josiah lên kế vị.